Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay Zika Audio sẽ giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm đã được nâng cấp của một cái thương hiệu Bose rất là nổi tiếng. Đó là về dòng súp điện 330 đất của dòng Bose. Vâng, đây là một phiên bản năm 2019 mới sản xuất mà bên thương hiệu Bose đã nâng cấp từ cái bản tiền nhiệm. Vâng, thì đó là cái sản phẩm phía bên tay phải đây em đây ạ. Đây em đang chỉ đây ạ. Vâng, đây là cái bản được nâng cấp từ cái phiên bản tiền nhiệm Bose Denano mà bên Zika Audio cũng cung cấp rất là nhiều. Vâng, thì về hình dáng bên ngoài có một sự thay đổi nho nhỏ. Vâng, thì về hình dáng là giống nhau và cân nặng và chiều cao, chiều sâu và chiều ngang và tất cả đều giống nhau, chỉ khác nhau ở cái chất liệu sơn sần và sơn nano. Đây là một cái sự thay đổi. Và một cái thay đổi nữa đó là về cái chất âm, thay đổi hoàn toàn luôn ạ. Vâng, cái này mới là cái chúng ta đáng quan tâm và đáng chú ý nhất, đó là cái chất âm của hai trầm này khác hoàn toàn nhau. Vâng, về cái súp đen nano thì trước đây nó thiên về cái giải bass trầm ấm sâu. Nó bên này thì nó được thay đổi ở một cái góc độ là cái tiếng trầm nó uy lực hơn, mạnh mẽ hơn và lực hơn. Đấy là hai sự khác biệt nhau hoàn toàn mà chúng ta cần phải trải nghiệm để chúng ta so sánh và đánh giá. Hai cái sản phẩm này thì hiện tại bên em cũng vẫn đang cung cấp, nhưng nó sẽ phân biệt được là người nghe cái dòng súp sâu hay là dòng súp uy lực thì chúng ta sẽ có một sự chọn lựa đúng đắn nhất. Vâng, em quay sát vào các bác nhé. Đây là cái hai mà em đã nói ra hai cái sự khác biệt. Còn xung quanh thì cái dáng dấp nó vẫn là như nhau, nhưng về cơ bản đây ạ, đây là đen nano này, đây là đen nano sơn bóng luôn ạ, bóng chúng ta để in hình xung quanh được, rất là bóng. Và bên này là sơn sần rất là khỏe và cứng cáp, đặc biệt chống xước rất tốt, rất là lì đấy ạ, vầng sờ rất là lì. Đây là cái sự nổi trội của cái phiên bản được nâng cấp từ cái phiên bản tiền nhiệm đen nano và mà đen vân gỗ nữa ạ. Vâng, bác thấy không, về hình dáng vẫn nào giống nhau, nhưng phía sau đây còn một sự thay đổi nữa. Vâng, thay đổi rất là lớn. Vâng, em sẽ quay sát lại để giới thiệu đến các bác. Vâng, đây là cái phiên bản đời 2018 mà nhà sản xuất đã thiết kế một cái bảng mạch rất là thân thuộc với chúng ta. Vâng, ai sở hữu cái dòng súp Bose này rồi thì các bác cảm thấy rất là thân thuộc. Vâng, đầu tiên đó là cái cánh tản nhiệt dưới, phía dưới, và cái ổ cắm nguồn và công tắc được nằm ở phía trên. Đó. Và tất cả những cái cầu đỏ đen để kết nối tín hiệu vào và những cái rắc hoa sen để kết nối tín hiệu vào đều được thiết kế ở giữa, và hai cái volume cũng được thiết kế ở giữa, một volume là cắt súp và một volume to nhỏ của súp. Vâng, đấy là cái sự thay đổi thì bên này được thiết kế được nâng cấp rất là nhiều. Vâng, cái phiên bản 2019 được thiết kế rất là khác so với cái phiên bản 2018 ạ. Các bác nhìn sơ qua xung quanh đi ạ. Vâng, cái này được thiết kế thứ nhất về cái cánh tản nhiệt nó sẽ to hơn này, và được thiết kế ở giữa, thiết kế ở giữa để cho cái tỏa nhiệt nó được nhanh hơn. Và ở giữa này thì tất cả những cái mạch nguồn này nó được thiết kế ở giữa này để cho cái cánh tản nhiệt này hoạt động tốt, tản nhiệt nhanh, tránh nóng cho cái bảng mạch phía sau. Và thiết kế cái rắc ổ cắm nguồn và công tắc bật nguồn ở phía dưới, đây là sự khác biệt và rất là trơn. Và các cái núm tinh chỉnh được đưa lên phía trên, đưa lên phía trên ạ. Và núm này cũng được thay đổi rất là nhiều, nó gọn hơn và êm sâu hơn ạ, và trơn tru hơn. Lúc đảo pha cũng khác các bác nhé, đảo pha cũng khác. Và tín hiệu rắc vào bằng hoa sen thì được thiết kế thu gọn lại bằng một cái bốn rắc
nó không bị dài, nó không bị dài như cái bên này là thiết kế dọc. Đấy, bên này được thiết kế hình vuông, làm cho hai cái cổng rắc AV được thiết kế nhỏ gọn rất là đẹp, và hai cầu đổ đen. Hai cầu đổ đen hai level input ạ, được thiết kế sang bên tay phải. Đây là những cái thiết kế lạ hơn so với bản tiền nhiệm 2018. Vâng, các bác thấy sự khác biệt không ạ? Vâng, khác biệt. Về lỗ thông hơi thì phía sau nó vẫn là dựa trên cái phiên bản tiền nhiệm trước, đó là vẫn là nằm ở phía trên. Đó, đây là những cái sự thay đổi cơ bản về cái mạch phía sau so với cái dòng support Denano và dòng support Denson từ 2019. Cái này nó cũng không phải là cái không hay đâu, cái này nó cũng rất là hay. Nó thiên về cái giải bass sâu, sâu mềm, đằng này về bass sâu và uy lực mạnh hơn rất nhiều. Đấy là cái hai cái sự nổi trội. Vâng, sau đây em sẽ quay tổng thể một lần nữa cho các bác xem và chiêm ngưỡng cái sản phẩm mới bên em cung cấp ra thị trường. Vâng, cái này Denano thì cũng là rất là đẹp, nhưng có một nhược điểm là bám ta vân tay rất hay dễ bám vân tay, để chúng ta phải lau liên tục. Vâng, đấy tất cả là những cái gì mà được nâng cấp và thay đổi ở phiên bản 2019. Sau đây em xin phép được đưa vào phòng kỹ thuật test hai chất âm để các bác so sánh, các bác nên chọn cái bản cũ hay là chọn cái bản mới để phù hợp với dàn karaoke gia đình, để phù hợp với những đôi loa, phù hợp những chất trầm mà chúng ta hay nghe nhạc hay là hát karaoke. Và sau đây chúng ta cùng theo dõi ạ. Vâng, các bác chờ em chút xíu để em đưa vào phòng kỹ thuật, bắt đầu chúng ta cùng trải nghiệm chất trầm mới nhé. So sánh giữa cũ và mới thì các bác đánh giá, và các bác muốn đặt sản phẩm nào thì các bác hãy là người tiêu dùng thông thái nhất. Vâng, sau khi bên em giới thiệu chi tiết cho các bác về cái sự khác biệt giữa hai cái súp điện dòng Bose mã là AM1200, một là Denano hay là Denson chống xước. Thế đây là bên em đang đấu ghép với cái súp Bose AM1200 Denano phiên bản 2018 ạ. Vâng, về cái dòng súp này thì chất trầm nó rất là sâu, mềm, nghe rất là dễ chịu. Vâng, em cho ton một chút xíu để chúng ta trải nghiệm nhé. Vâng, thì đó là cái chất trầm của cái phiên bản 2018. Vâng, em thử tắt đi các bác nhé, để các bác so sánh sự khác nhau giữa nhạc có trầm và không có trầm của cái phiên bản 2018 này. Vâng, em đã tắt cái trầm đi rồi ạ. Vâng, tiếng rất là mỏng, nó không có độ dày của cái súp hỗ trợ, vì chúng ta nghe rất là khô. Vâng, đó là cái nhạc thiếu trầm. Bây giờ em lại bật lên chút xíu cho các bác lắng nghe nhé. Rồi các bác phải để ý kỹ cho em nhé. Và các bác thính tai một chút thì các bác phân biệt được. Vâng, đó là cái chất trầm của cái súp Bose AM1200 Denano phiên bản 2018. Vâng, sau đây em sẽ chuyển tín hiệu sang cái súp Bose AM1200 phiên bản 2019 Denson ở trong xước đấy ạ. Vâng,
Vâng, em vẫn để mức volume 12 giờ. Vẫn để mức volume giống nhau và một chất nhạc giống nhau. Vâng, em thấy sự khác biệt rõ rệt luôn ạ. Nghe nó rất là lực. Mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với phiên bản 2018. Vâng, vì nó được nâng cấp từ cái phiên bản tiền nhiệm 2018 thì thấy nó được tích hợp những tất cả rất là nhiều những cái tinh tế và nói chung là nó được xử lý triệt để những cái gọi là mà nhược điểm của hai bản cái bản 2018 nó được cải thiện rất là nhiều từ những cái linh kiện, từ những cái xử lý tín hiệu, từ những cái chất trầm nó khác nhau. Vâng, bây giờ em lại thử tắt trầm đi các bác nhé. Tắt đến trầm của 2019. Vâng, đây là nhạc không có trầm hỗ trợ. Các bác phân biệt được. Vâng, thiếu trầm nghe rất là khó chịu. Không để nói bộ dàn karaoke để cho cái bản nhạc được hay thì em khuyên các bác nên hỗ trợ thêm trầm để cho nó cải thiện cái chất âm, cải thiện cái giải siêu trầm, nghe bản nhạc nó ấm và dễ chịu. Rồi sau đây em lại bật lên để các bác so sánh tiếp một lần nữa. Vâng, đó là chất trầm của 2019 đấy ạ. Vâng, uy lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Về nói độ đẹp của hai cái đều được có cái đẹp riêng. Nhưng để nói cái chất trầm của 2019 thì nó nhỉnh hơn và sạch hơn và uy lực hơn. Đấy là cái mà chúng ta cần tìm. Nghe chất trầm phải đầy sức sống. Rồi thì hiện tại bên em đang cung cấp cả hai mặt hàng này các bác nhé, vừa đen nano và vừa đen sần. Thì đó tất cả là sự lựa chọn của khách hàng, làm sao hợp lý và phù hợp và chúng ta chọn được cho mình những sản phẩm chất lượng nhất và giá thành hợp lý nhất. Vâng, dần đấy phút bên em giới thiệu và test so sánh thì các bác cũng đánh giá được phần nào. Vâng, thì Zikao đưa mong anh các bác nhận được được sự quan tâm và sự chia sẻ và có một sự chọn lựa cho mình đúng đắn nhất. Vâng, bác nào muốn sở hữu một trong hai cái support AM1200 đen nano và đen sần thì bên Zikao luôn cung cấp những sản phẩm tốt nhất và luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của các bác. Vâng, một lần nữa thì em xin phép được dừng video. Và sau cùng em chúc tất cả bác mọi người được quốc sức khỏe và thành công.